Xin chào quý vị khán giả của chương trình Tôi Hỏi Sao Trả Lời. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại cô diễn viên rất là dễ thương và đã chia sẻ rất là nhiều trong số trước. Đó chính là Thúy Diễm. Xin chào Thúy Diễm. Xin chào anh Chí Thiện, xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay gặp lại thì lần trước thì mình đã chia sẻ rất nhiều về vai diễn rồi. Thì ngày hôm nay Thiện mới nhớ là hãy nói về cái từ bạch mã hoàng tử. Chúng ta sẽ nói về cuộc sống sau khi cưới của Thúy Diễm. Cảm thấy sau khi đám cưới sẽ như thế nào nè? Ghi lắm, bởi vì trong thời gian này thì hầu như đi đâu cũng bị hỏi về vấn đề này, đâm ra mắc cỡ. Thật ra thì về công việc thì không có gì khác hết, thì ngay cả Diễm và cả anh Thành đều mỗi ngày đều phải đến phim trường và thực hiện những cái dự án phim của mình. Chỉ có cái khác khác đi là giống như là lần trước Diễm có chia sẻ là hơi ngại ngùng hơn chút xíu, thì cảm giác mình giống như là đã hoa có chủ rồi, một vai trò mới. Nhưng mà cho mà hỏi nhỏ một tí là anh Lương Thế Thành có phải là một người hay ghen không? Không dám nói xấu nhưng mà... Không, mình nói thiệt đó. Thôi nói đẹp đi. Rồi, nói đẹp luôn đó. Bây giờ rồi, giới thiệu về anh Thành đi. Lương Thế Thành là một người đàn ông không bao giờ ghen. Bởi vì Diễm và cả anh Thành đó là những diễn viên rất là chuyên nghiệp. Thành ra là mỗi nhân vật mới thì sẽ có một cái hoàn cảnh, một cái tình yêu mới. Và tất nhiên là sẽ có một anh chàng diễn viên đẹp trai giống như Chí Thiện mà nó sẽ đóng cặp chung với bộ phim. Mà anh Thành cũng vậy, cũng sẽ có một cô gái rất là xinh đẹp và đóng cặp với ảnh. Thành ra nếu như mà không hiểu nhau và cứ ghen tuông như thế thì chắc chắn sẽ tạo áp lực rất là nhiều trong cuộc sống của hai đứa. Cho nên Diễm và anh Thành đều quyết định là khi ra phim trường thì em là nhân vật của em, anh là nhân vật của em. Chỉ có khi về nhà hoặc là lúc nào trong lòng vẫn biết là mình đã có gia đình rồi thì mình sẽ có cái cách cư xử gì đó cho nó đúng mực. Thì hiểu rồi, đó là khi mà thoát khỏi vai diễn thì mình sẽ trở lại với cuộc sống vợ chồng của hai vợ chồng trẻ, đúng không? Bây giờ Diễm vẫn là cô gái xinh tươi, 23 tuổi, chưa có chồng và rất là năng động. Coi bộ anh cũng biết chạy xe máy đó chứ? Biết chứ, xe nào anh cũng chạy được hết á. Mà mình dắt vô, mình chạy xe nhanh lắm à. Thôi, ở đây toàn là hàng xóm gọi nước em hàng ngày, biết mặt em hết á. Anh này, phải tập cho họ biết mặt anh đi. Để từ nay trở đi không có ai dám tán Quỳnh của anh nữa, đúng không? Bữa nay em dám chọc em nữa nha. Với khi mà hai người đã đám cưới như vậy thì Thiện thấy là rất là may mắn. Tại vì hai người cùng làm một công việc và hiểu cho nhau, có thể chia sẻ được cho nhau. Và Thiện cũng mơ ước được một ngày cưới được một người vợ có thể chia sẻ được cho Thiện. Các bạn gái chắc là nghe chị Thiện nói là bắt đầu nôn nao để đóng chung đấy. Trời ơi. Cuộc sống bây giờ vừa làm diễn viên rồi sau đó quay trở lại với vai trò của người vợ thì nó có khác gì không? Suy nghĩ của mình nó có khác với lại lúc mà mình chưa có chồng không? Có đặt nặng vấn đề về gia đình là người vợ phải về nhà nấu cơm hay là như thế nào? Anh Thành có như vậy không? Với một cái cuộc sống hiện giờ thì Thúy Diễm cảm thấy mình đang rất là được cưng nhiều hơn á. Bởi vì lúc nào cũng được hiểu là một diễn viên thì từ sáng tới khuya là phải làm việc ở ngoài nắng, ở ngoài phim trường. Và lúc nào cũng phải tập trung hết mình cho nhân vật. Và Thúy Diễm thì được đặt cách đó là sẽ được sống thoải mái hết mình đến khoảng một thời gian ngắn nữa thì bắt đầu sẽ bớt công việc của mình lại, thì bắt đầu tập trung, có thể là có em bé hay gì đó thì lúc đó mới toàn tâm toàn ý để là làm vợ. Còn bây giờ thì anh Thành là cho Diễm thoải mái để có thể thực hiện đam mê của mình. Đúng là một anh chàng bạch mã hoàng tử. Nói nãy giờ Thúy Diễm kể về một người chồng của mình mà trong ánh mắt của cô ấy cực kỳ hạnh phúc khi mà được chia sẻ rằng là được chia sẻ về công việc của mình nè, được bớt làm việc nhà nè, rồi sau đó em về nhà em nghỉ ngơi đi, nguyên ngày em mệt lắm rồi. Thậm chí còn có được massage nữa. Trời ơi. Trong bộ phim này thì chúng ta còn khoảng một thời gian dài nữa mới hoàn thành, đúng không? Chúng ta đã đi được tới bao nhiêu phần của chặng đường rồi? Tính tới thời điểm này thì bộ phim Chạm Vào Danh Vọng đã được hoàn thành khoảng một nửa rồi. Thì Thúy Diễm vẫn còn rất là nhiều cảnh quay khó trước mắt. Và trước mắt thì Thúy Diễm còn phải đang luyện giỏ để mà có thể thực hiện những cảnh quay rất là khó. Giống như là đánh với một nhóm người khoảng 6-7 người nè, toàn là những anh trai lực lưỡng không à. Thành ra là mỗi ngày thì Thúy Diễm cũng phải cố gắng để trau dồi thêm cái thể lực của mình để có thể hoàn thiện tốt hơn cái vai diễn này. Thiện cũng đã từng quay những cảnh đánh nhau thì là những cảnh đó là những cảnh cực nhất, có thể nói là đại cảnh đại cảnh mà đến một mình Thúy Diễm có thể đánh với 6-7 người thì chắc quý vị phải đợi xem phim Chạm vào danh vọng để có thể thấy rồi. Và ngày hôm nay thì cũng cảm ơn Thúy Diễm rất là nhiều, đã chia sẻ rất nhiều về cuộc sống riêng của mình cũng như là vai diễn, và hy vọng sẽ gặp lại Thúy Diễm trong một ngày gần nhất. Cảm ơn Chí Thiện và xin cảm ơn quý vị khán giả. Nếu quý vị muốn gặp lại Thúy Diễm trong bộ phim Chạm vào danh vọng, hãy nhớ đón xem vào lúc 19h45 trên kênh truyền hình SCTV14 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.